Xin chào các bác. Tiếp tục lại là một quả súp siêu phẩm đến từ Tây Ban Nha, đến từ thương hiệu Lex Pro Audio các bác nhé. Made in Bồ Đào Nha. Xin lỗi các bác, đây là Bồ Đào Nha. Thương hiệu Lex này thì chắc các bác cũng biết nhiều đến nó rồi đúng không? Lex Audio, L-E-X-T. Đây là Lex chứ không phải Lexo các bác nhé. Các bác có thể là theo gõ tìm kiếm trên YouTube này, trên Facebook này, trên Google thì rất là nổi tiếng về cái mẫu này rồi. Ở Lex này có những mẫu bát 20 mà nó 70 mấy triệu một cặp cơ, 70 80 triệu, rất là đắt tiền. Thì đây là một con sắp bát 50 các bác nhá. Em đang tháo ra và vệ sinh. Đấy. Thì đây là hàng bãi, thì trước ở đây nó sẽ có một cái tem Lex ở đây này, nhưng mà chắc là hàng bãi về nó vận chuyển hay gì đấy nó cũng bị bung mất cái tem. Cái tem này nó là như kiểu cái tem giấy, là cái tem nhựa gì đấy thôi. Đấy, nó cũng chả quan trọng đâu. Thích thì mình in lại cái tem mình gắn vào được, không thì thôi, không quan trọng. Nhưng mà cái giá em bán cho các bác giá rất là hợp lý. Thì đây, thùng của nó đây. Thùng này thì em vừa bỏ ra vệ sinh và tút tát sơ si lại cho nó đẹp. Thùng thì không bị vỡ, không bị sứt, không bị mẻ. Đấy, nói chung là đẹp. Loa có rất đẹp mà, nên thùng nó cũng tương đối đẹp. Thì em chỉ bỏ ra em tút tát sơ si, vì thực ra các bác hàng bãi thì nó chắc chắn nó phải cũ, phải bẩn rồi, đúng không? Thì bọn em phải tút tát sơ si lại cho các bác. Với quả súp này thì các bác đánh tốt ở những cái phòng khoảng tầm 40-50 m² luôn. Nó rất là mạnh các bác ạ. Thì đây, em đã tháo cái bát của nó ra cho các bác cùng xem. Thì đặc trưng của Lex ấy, thì đa phần em thấy đều sử dụng driver của BNC. Đây là một chiếc bát súp BNC bát 50 các bác nhé, bát 50 đến từ nhà BNC. Đây, bát này nó là bát xịn các bác ạ, rất xịn. Các bác nhìn BNC xịn thì thường thường cái keo cổ côn của nó cũng đều là keo màu cánh gián. Nó giống như kiểu keo cổ BB nhưng nó sẽ thâm hơn một chút các bác nhá. Đấy, đây là bát BNC xịn. Đây, BNC spec. Đây, cọc loa này các bác nhìn này. Đấy. Rất xịn. Đây, sử dụng một chiếc bát 50. Cái thương hiệu Lex này và Martin thì ở Tây của nó rất là chuộng, Phải nói là hay, rất là hay các bác ạ. Thì các bác nào mà đang sử dụng những cặp loa Lex ấy, thì các bác mua những con súp này thì nó rất là phù hợp các bác nhé, rất là phù hợp và rất là hay. Đây là một quả súp đơn cao cấp. Đấy, bên trong thùng đây, súp đơn, đây là dạng thùng hầm. Đây các bác nhìn này, số này, Lex XH18DV2 đến từ Lex. Cái này thì em đã tút tát sơ si lại cho nó đẹp, nó mới hơn, màu sắc nó tốt hơn để phục vụ các bác nó ok hơn, đúng không? Thì đây là mặt sau thì em sẽ nói lại thông số cho các bác này. Sensitivity con này thì đạt đến 105 dB các bác nhé. Có nghĩa là RMS FPL đạt từng này. Công suất của nó là 1400W 8 ohm, rất là mạnh các bác ạ. Công suất đạt được 1400W ở 8 ohm. Một quả súp này thì nó rất là khủng. IIS thì nếu mà đánh tốt con này thì các bác phải sử dụng những con đời khoảng tầm đánh khỏe, đánh gấu. Nếu mà như thông số này thì các bác sẽ phải sử dụng những con đẩy cỡ khoảng tầm trên 1500W thì đánh tốt, đánh hay. Đấy. Còn nếu mà gấu nữa thì sẽ sử dụng những con đẩy 1000W và chập bright vào thì nó sẽ đánh ra hết chất của súp. Đáp tuyến của nó từ 38 cho đến 160Hz cũng rất lớn đúng không? Phù hợp cho các bác nào đánh những bản nhạc bay ADM. Con súp này thì nó phục vụ tốt. Đấy, Lex. Chất, rất chất các bạn ạ. Phải nói là rất là chất lượng. Và quả súp này thì em sẽ bán cho các bác với giá là 16 triệu một quả các bác nhé. 16 triệu cho quả súp Lex. Thì bác nào có nhu cầu về sản phẩm thì nhấc máy lên alo cho em. Tất cả hàng bao di bao xịn, bao chính hãng cho các bác. Ok chưa?